Những ngày vừa qua, vụ việc cô gái trẻ Lương Hải Như 23 tuổi, trú huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội mất tích bí ẩn đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Đến nay đã tròn một tháng kể từ khi gia đình mất liên lạc với con gái. Cơ quan chức năng vẫn tích cực triển khai các đợt tìm kiếm nhưng tất cả vẫn là ẩn số. Hôm qua 14 tháng 8 cũng chính là sinh nhật tròn 23 tuổi của Lương Hải Như. Chị gái song sinh của Hải Như là LQN đã mang bánh kem ra bờ sông để tổ chức sinh nhật cùng em gái. Người chị song sinh của Hải Như đã bật khóc nức nở. Cho đến hiện tại, lực lượng chức năng và gia đình vẫn tích cực tìm kiếm tung tích cô gái tại các khu vực có liên quan như cầu Cù Sơn, Vân Côn, cầu Tân Phú, Quốc Oai, phố Tú Mỡ cũng như các địa điểm Hải Như từng xuất hiện trước khi mất tích. Trước đó, gia đình đã tìm thấy chiếc túi sách của Hải Như ở bờ sông cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai. Ngoài ra, một chiếc dép của nạn nhân cũng đã được tìm thấy tại khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức vào ngày 2 tháng 8. Gia đình Hải Như cho biết đã thuê thợ lặn chuyên nghiệp để tìm kiếm với hy vọng có thể đưa con gái trở về nhà. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm được con gái. Gia đình đã kiệt quệ cả về tài chính lẫn sức lực. Được biết, từ đầu năm 2022, Hải Như thường xuyên bị người yêu cũ tên Tống Nguyên Tê sinh năm 1997 đe dọa, gây áp lực tinh thần, thậm chí là đánh. Liên quan vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã giao trọng trách cho đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án PC02 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thực hiện tìm kiếm cô gái.